Tại tỉnh An Giang, Tập đoàn Lộc Trời, ngành vật tư nông nghiệp và công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ nông nghiệp Lộc Trời đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải cho các hợp tác xã tham gia và đạt thành tích trong chương trình Cùng Nông Dân Bảo Vệ Môi Trường năm 2022. Với sứ mệnh Cùng Nông Dân Phát Triển Bền Vững, bên cạnh các hoạt động tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và chế biến kinh doanh nông sản, Tập đoàn Lộc Trời luôn quan tâm tổ chức các hoạt động thiết thực để bảo vệ sức khỏe cho bà con nông dân và giữ gìn môi trường sống khu vực nông thôn. Chương trình Cùng Nông Dân Bảo Vệ Môi Trường thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng là một trong những hoạt động thiết thực, và chương trình này đã được Tập đoàn Lộc Trời phối hợp thực hiện với các chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật các tỉnh phía Nam nhiều năm qua. Kể từ tháng 11 năm 2021, chương trình này cũng là một trong nhiều hoạt động mà Tập đoàn Lộc Trời chính thức ký kết với Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Qua chương trình Cùng Nông Dân Bảo vệ Môi Trường đã góp phần tích cực đối với việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sống an toàn, xanh sạch cho vùng nông thôn. Trọng hơn nữa là bảo vệ hệ sinh thái toàn khu vực, hỗ trợ việc tổ chức sản xuất nông nghiệp hiện đại theo định hướng phát triển bền vững. Bảo nông dân là khi sử dụng thuốc mình phải thu gom những vỏ chai này để vô đó, rồi đến khi cái thùng sắp đầy thì báo lại bên này, họ sẽ đi thu gom để tiêu hủy. Đối với người nông dân trong thành viên hợp tác xã, bây giờ họ cũng hiểu được cái ý thức là khi mình làm được những cái chuyện này thì những cái thuốc bảo vệ thực vật sau khi nó còn dính sót trong chai đồ, mình đem đi tiêu hủy là nó đảm bảo được sức khỏe, không ảnh hưởng đến môi trường của mình. Tại lễ tổng kết chương trình Cùng Nông Dân Bảo vệ Môi Trường năm 2022-2023, ban tổ chức đã trao 53 giải thưởng, gồm 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba, 10 giải tư và 29 giải khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng gần 500 triệu đồng. Trong đó, giải đặc biệt 1 lượng vàng SCC đã thuộc về Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nông Dân Dòng Tượng tại xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, với nỗ lực thu gom rất ấn tượng, đạt hơn 2 tấn. Thì ngành nông nghiệp cũng đã tham mưu ủy ban tỉnh đã ban hành kế hoạch thu gom thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ môi trường từ đây đến năm 2025 do ủy ban nhân tỉnh ban hành. Nó làm cơ sở để cùng với các chương trình do Cục Bảo vệ Thực vật và là các doanh nghiệp, trong đó Tập đoàn Lộc Trời đang triển khai, sẽ góp phần tạo thành một phong trào rộng khắp trong cái việc là giúp cho mọi người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác ý thức trong cái việc là thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật để giảm ô nhiễm môi trường. Trong những năm tiếp theo của giai đoạn 2022-2025, Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Cùng Nông Dân Bảo vệ Môi Trường tại 13 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long, 3 tỉnh Đông Nam Bộ, 5 tỉnh Tây Nguyên. Song song đó, Tập đoàn Lộc Trời dự kiến tổ chức tập huấn 14.000 cuộc trên 400.000 nông dân tham dự tại 40 tỉnh thành trong cả nước về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả. Lộ trình 2022-2023, Tập đoàn Lộc Trời phát triển bộ sản phẩm hữu cơ vi sinh lên đến 40 sản phẩm, chiếm 40% tổng cơ cấu sản phẩm Lộc Trời.